Facebook của mình là Tí Cận Dậy nè. Các bạn hãy theo dõi để cập nhật những trạng thái mới nhất của mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Tí Cận Dậy và hôm nay mình sẽ làm một cái clip câu cá bằng cần câu ống hút. Đây, mình chuẩn bị rất là nhiều ống hút. Mình sẽ nối nó lại thành cái cần câu rồi mình câu cá. Và mình sẽ câu cái đìa của ông Năm mình, chứ không có câu cái đìa nhà mình hết. Tại vì câu đìa nhà mình giờ chán rồi, mình sẽ câu chỗ khác để xem nó có dính cá hay là không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ nối cái ống hút lại để làm cái cần câu. Mình phải bóp cái đầu này lại, nhét vô đây. Đó, nó lại như thế này. Nhét vô cho nó chắc, để không hồi nó dễ vô. Ống tiếp theo. Do ống hút này nhỏ hơi yếu cho nên là mình sẽ sử dụng lưỡi câu nhỏ. Câu cá gô. Buộc lại nè. Rồi xong. Mình sẽ tiến hành móc mồi. Bên cạnh cái cần câu ống hút này thì mình còn chuẩn bị là 5 cái ống hút nữa. Móc lưỡi câu vô từng cái gì nè. Mình sẽ thả xuống để câu cá. Vì á cho nó mau dính. Mình sẽ câu ngay khu vực này nè. À, các bạn thấy khu vực này không? Có bông súng, có rau muống. Rồi nước nó đục đục nữa. Nó còn gặm gạp nữa. Giờ mình sẽ hạ cần nha các bạn. Đây. Xuống. Giờ này cũng chiều chiều mát mát rồi, mình ra đây mình câu. Tiếp theo thì mình sẽ hạ những cái cần nhỏ này xuống. Một cần nè. Hai cần nè. Ở đây một cần nữa. Gần gần bờ cho nó dễ lấy. Ở đây được nè. Nước này đục đục này nè, mình cũng nghi nó có cá đó các bạn. Lâu rồi mình không có câu ở cái hầm này. Cái này thì không hẳn gọi là cái hầm, mà nó là cũng là một cái con mương á. Khu vực này hồi trước cũng là đất ruộng, gây y gan như là cái ruộng của mình bên đây gì nè. Nhưng mà ông Năm cuốc lên để trồng rẫy. Để mình đi một vòng cho các bạn xem. Đây nè các bạn, khu vực này là trồng môn. Thấy không? Cái con mương này nó dài tuốt lên kia luôn. Không biết ở này có cá lóc không nữa. Cái vườn này rất là rộng. Các bạn nhìn kìa, nguyên cái hàng ở trong này là vườn trái cây, vườn cam của ông Năm. Còn cái khúc đằng kia là cái chỗ đó là nãy mình câu á. Giờ mình lại mình thăm cá thôi. Để mình thăm thử cái cần mini này coi. Cá nó gịch xong rồi nó dính vô cỏ luôn. Mồi sức ra luôn nè. Mình sẽ móc lại. Giờ này cũng hơn 5 giờ chiều cho nên là có đài phát thanh. Dính không đây? Chưa dính. Còn cái cần câu ống hút dài này thì sao? Chưa dính luôn. Còn bên đây vẫn còn mồi chưa có động tĩnh. Theo như mình cảm nhận với cái cần câu này thì nó hơi là yếu. Biết vậy hồi sớm mình chuẩn bị cái ống hút mà hút chân trâu á, nó bự nó sẽ chắc hơn. Còn cái này nó hơi yếu xìu à. Này dính cá gô không biết vừa nổi không nữa. Hay là dính cá bự ở đây. Chúng ta cùng chờ xem. Cắm này đỡ đi. Ôi cần câu này đúng yếu luôn. Mong là sẽ dính được một em cá. Mình để đại luôn đi. Nó đâu có chìm đâu. Ở phía xa kia là nhà của mình á. À, các bạn thấy không? Đó là nguyên cái đìa luôn đó. Hồi bữa mình câu cá là toàn cái đìa đó không á. Là hôm nay mình sẽ đổi khung cảnh, đổi vị trí câu. Sao mình thấy nó gịch gịch mà chưa ăn tới. Còn bên kia nữa. Im gu à. Hơn nửa tiếng đã trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì hết. Mình sẽ đổi vị trí câu. Rồi. Cái cần câu này nó cứ ẻo xuống hoài. Ở vị trí thôi, còn mấy cần kia để đó đi. Không lẽ đây tới trời sập tối mà không dính được con nào trời. Đây. Chỗ này cây lá nhiều nè. Gặm gạp gì là có khi có cá. Không là sẽ dính con em cá. Ôi, cá gị kìa. Rồi. Mới bỏ xuống là thấy gị luôn á. Có tín hiệu, có tín hiệu. Rồi im mày. Im gu rồi. Chăng lên này kìa các bạn. Chọn do luôn, trời tối rồi. Chưa dính cá nữa. Hay. Chắc mình đi dài quá. Nãy giờ câu cũng cả tiếng rồi đó. Để mình lại đằng kia coi. Hai cái này. Không dính. Không dính. Chắc mình gom mình đi lên luôn quá. Đây nữa. Không dính. Ba cần. Không dính. Còn cần nữa đâu ta?
Sao có 4 cần người ta? Mình nhớ là tới 5 cái ống hút nhỏ luôn mà. Hình như ở đây là mình để 2 cái lận. Ủa ít đâu rồi ta? Không lẽ cá nó lôi sao? Thôi trời, giờ này tới hồ rồi sao biết cái ống hút nằm ở đâu? Mình phải tìm được cái ống hút á mới biết là con cá nó nằm ở đâu. Rồi luôn. Chắc là bây giờ mình sẽ gom cần về nhà và mình đem đèn ra mình gọi mình kiếm coi con cá đó nó nằm ở đâu. Đi thôi các bạn ơi. Gom cần về là em mới được. Chia tiền em kia. Ui, cái gì vậy? Vũ coi nè. Ơi, dính cá các bạn ơi. Ui, dính được một em cá. Một em cá chơi. Ôi, mình dở lên sức cái ống hút luôn nè. Cần câu này quá yếu. Hên, dính được một em cá chơi nhỏ. Rồi, giờ mình đi về thôi các bạn ơi, hên quá dính được một em rồi. Nhưng mà còn một cái cần ống hút nhỏ nữa. Để bây giờ về lấy đèn xong rồi đi kiếm tiếp. Chứ mà mắc rồi mà kiếm không ra tức lắm. Thà mình kiếm được cái ống hút, không có cá cũng được nữa. Mình đã đem đèn lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chi tìm cái ống hút thôi. Mong là sẽ tìm được. Không biết có sâu không nữa. Ui, nước lạnh lắm các bạn ơi. Ống hút nằm đâu ta? Phải gắng tìm thấy cái ống hút mới được. Lạnh quá. Không thấy luôn á. Lội qua bên đây luôn rồi mà không thấy. Ui ui các bạn ơi, mình gọi sao không biết mà mình nhìn thấy được có một em cá kìa. Mà nhìn giống cá lia thia lắm mà không biết phải không. Các bạn nhìn thử xem. Bây giờ mình sẽ dắt lên. Ai ơi tưởng gì, đây là một em cá bẫy trầu. Thôi mình sẽ thả. 2000 years later. Hôm qua mình câu cá bằng ống hút á là nó mắc một cái ống hút mà mình cay quá, tới tối mình kiếm mà vẫn không thấy. Giờ thì ban ngày mình lại mình kiếm tiếp tục nha các bạn. Cay lắm, nhất định mình phải kiếm ra được cái ống hút. Lỡ nó dính cá thì sao? Chứ nếu mà nó không dính thì tại sao cái ống hút của mình lại mất tích chứ? Ngày qua mình câu một cái cần ống hút dài và 5 cái ống hút nhỏ nữa mà kiếm lại là còn có 4 cái ống hút nhỏ thôi. Đây nè. Ngày qua mắc cái ống hút nhỏ là ngay lại khu vực này nè. Mình nhớ là cái ống hút đó hình như là màu đỏ thì phải. Tìm hoài không thấy luôn á. Bây giờ mình sẽ đi dọc dọc cặp mé. Em mình nghĩ cái ống hút nó dài vậy mà ở đây có rất là nhiều rau muống gì, nếu mà cá nó lôi đi thì nó cũng bị dướng à. Một là nó dướng ở dưới thì nó chết, nhưng mà nó chìm chừng nào nó thúi lên á nó mới nổi thôi. Còn thứ hai thì nó còn sống, nó chỉ quanh quẩn ngay cái khúc mình thả câu thôi chứ làm sao nó có thể bơi xa được. Tại ống hút nó dài gì, nó bơi thì nó sẽ tất nhiên bị cản lại rồi. Mình sớm giờ là mình trông cho nắng kiểu gì nè, nắng nó gọi mà thẳng xuống tới mặt nước luôn á để dễ kiếm con cá. Mà nhìn nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái ống hút. Cái này giống mò kim như đáy biển quá. Mà cái ống hút đó nó cũng dài, nó dễ thấy chứ bộ. Chẳng thấy gì hết, chỉ thấy bông súng thôi. Bông súng ngon quá. Cái này bông súng này mình hái về xong mình làm cái nồi cá kho tộ ha, chấm bông súng ăn thì quá ngon quá. Giờ chúng ta đi qua bển kiếm thử. Mình qua bển để kiếm rồi coi có không các bạn. Nãy giờ mình nhìn vòng vòng là thấy cá nó ụt nhóc trơn á. Cá con cũng có kìa. Nó nguyên bầy cá con luôn kìa các bạn thấy không. Cá sặc nữa kìa. Ê, cái gì kìa các bạn ơi, cá lóc hay gì kìa các bạn thấy không. Ui, con cá không phải cá lóc. Ê, cá ống hút kìa các bạn ơi. Ê, cá ống hút kìa, tôi phát hiện rồi. Tại dính được con cá bự luôn mà hình như không phải cá lóc, cá gô hay gì á. Nó mới quặn rồi đâu rồi. Ê, đây còn cái ống hút, còn cái ống hút. Để mình nhẹ nhàng để không thôi nó gịch đứt dây. Ừ đúng rồi, chính xác cái ống hút đỏ nè. Cái ống hút nè. Trời ơi nó quắn vô cái cây. Wow. Wow, dính được rồi em cá gô các bạn ơi. Ôi ôi, nó đang nghịch. Mình phải lấy nhẹ nhàng lên mới được. Cái ống hút nó bị mắc vô nhánh cây này rồi. Tại. Thật sự mình không tin luôn á. Các bạn nhìn nè, rễ cây chi chích chằng chịch như thế này mà làm sao nó lội từ cái khúc đó mà dài lên đây. Khó tin thật. Nhưng mà bắt buộc phải tin. Thôi để lên cá lên. Ôi ôi, nó cắn mở gịch cái mỏ nó kìa. Chạy chỗ quá chừng luôn. Ôi ôi, con cá kìa. Hả? Đã thì các bạn. Con cá dướng vô nhánh cây rồi. Ôi, cái dây này nó yếu lắm mà, con cá bự quá. Để mình bỏ nó lên. Con cá mạnh. Thôi, chút lên luôn. Ê, rồi,
tội nước dây rồi các bạn. Rồi luôn. Mình nói rồi hà, trời ơi, tức mình á. Tại sao mình lại như vậy? Tức mình á chàng, rồi chỉ còn lại cái xác ống hút thôi. Và cái phao. Đứt cơm dây rồi. Mình thấy nó nặng rồi, mình gán năng niu đó rồi mà nó cũng nghịch đứt à. Bỏ luôn đi các bạn ơi. Thôi, nhưng mà mình biết rồi, cái đè này cũng có cá bự, mai mốt mình lại mình câu tiếp. Vậy đi. Dù sao mình cũng tìm được cái ống hút rồi, mãn nguyện rồi. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy để lại cho mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. I'm walking alone in the streets of